Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình nấu nồi phở. Sáng thì hồi tối á, là mình hành xương xong rồi mình nấu mấy tiếng, mình tắt lửa, sáng sớm mình dậy mình nấu tiếp. Thì đây đây là cái nồi phở của mình đây. Đó. Cả nhà thấy ngon không? Nhưng mà đừng có lo cái mỡ này nha. Cái mỡ này á là để cho nó giữ cái lớp ở trên này, đặng cho nó giữ lại cái mùi thơm của cái gia vị của mình á. Đó. Đây nè, nước trong veo luôn á. Hấp dẫn thế sao? Còn cái này là đuôi bò. Mình nấu xương ống với đuôi bò. Đó. Mình mới về vớt cái đuôi bò ra. Cái này là bò viên nè. Mình không có ăn nạm gạo gì hết á, mình chỉ có tái với bò viên với đuôi bò thôi. Trong nhà ăn á, tại vì đi đi ra ngoài tiệm thì bữa nay cũng không có được tiện lắm, đi ra mẹ cũng không có thích, thành ra mình nói thôi để nấu nấu phở ăn cả nhà. Bây giờ là mình sẽ sẵn vô bàn. Wow, điệu rau hấp dẫn cả nhà. Đĩa rau cái giá mình mua, còn ngò gai là mình hái ở ngoài sau hè của mình. À, còn cái này rau cũng Quế. mua quế còn hết rồi đó, ngò gai, Sắp ngò tới làm ở ừ. nhà. Sắp tới làm ở nhà của mẹ Đây, ăn có sắp phở tới đây. nè, hay không? Đó, tô Nè, phở có phở rất là thơm. nè. Dạ, xin mời. Anh vô bàn luôn nè. Hơi lên ngút luôn. Rồi đến vô cho đang nóng ha. Dạ, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngon. Dạ ngon ha. Dạ. Thiếu giấy. Có giấy mà hồi nãy đâu có đưa cho Phượng. À. Đưa con để đùi. Wow, nhìn hấp dẫn lắm mà sao. Dạ, quá ngon. Không thấy ngọt hay là không biết. Dạ. Hello, xin chào đại gia đình. Chào cả nhà. Hi. Các bạn thấy nè, đĩa rau hấp dẫn không? Thấy Mày tô phở chưa? Thấy tô phở hấp dẫn chưa? tô phở quá hấp dẫn luôn. Mời đại gia đình của mình vào bàn cùng thưởng thức món phở với lại Dạ. gia đình Bình Huỳnh nha. Anh chị bà Rồi, xã. you welcome. Dạ. Wow, tô phở chất lượng nha. Ngon quá, thơm. Thơm lắm, nấu như con nấu vậy rất là thơm. Mình ăn phở mình lại thích ăn ngò ôm. Ngò ôm với ngò gai nhiều hơn là lá quế. Nhưng mà không có thì cô sư ăn lá quế. Wow, giá mua đâu em? Giá mua chợ Hàn Quốc. Giá ngon ha, nhìn thấy cùng giá to ghê. Thường thường thì lặt bớt cái đầu nó, nhưng mà bữa nay học rồi, để luôn. Wow, nhìn hấp Quá hấp dẫn luôn. dẫn mà. Ngò gai. Ngò gai là đúng chính xác của nhà luôn. Phở phải có ngò gai, làm gì nào phải có ngò gai. Ít nhiều phải có ngò gai, nhưng mà nhiều khi mùa đông đó mình đi ăn đâu có đâu, mà nó cho giá cũng không ngon nữa. Thịt thì mình mua sắt sẵn rồi, thành ra cái miếng hơi bự mình cũng không quên cắt lại ha. Có gì cũng được. Có anh Mạc ở đây anh ăn hai tô. Em trai của mình là ăn hai tô như vậy nè. Ngon quá, cái nước hấp dẫn lắm. Nước Phở nhiều. nhờ cái nước. Đúng rồi, phở thì Ngon nước. ăn đồ nước thì cái nhờ cái nước thôi. Ok không mẹ? Ngon. Xin mời cả nhà. Chấm Ăn sa tế hả? có chấm sa tế coi nó cay không? Có cái muỗng. Rồi, đầy đủ rồi, xin mời Xin mời. xin mời đại gia đình. Con sắp tới vô tương hộp thì ăn cũng ngon, ăn ngon. Ngon hả mẹ? Ngon.
có người thì kêu nêm vô tô phở nữa. Vậy hả? Dạ, có tùy theo người thích ăn mẹ ơi. Con có người bạn quen á. Ăn thích lắm, bỏ vô tô phở ăn không à. Vậy hả? Dạ. Nhà mình nấu thì mình hầm nhiều xương sốt một chút, nguyên một cái dĩ đuôi bò, rồi hình như là không biết bao nhiêu phao xương hả? Ừ, cũng nhiều mà. Lợi. Rồi mình cũng hầm hết luôn á. Ừ. Xúc xắc. Nêm ít đường phèn vô với ít muối. Ngon vừa ăn. Những công thức mà chia sẻ này của cái phở này em có chia sẻ với lại em cũng có chia sẻ nấu nhiều lần đó. Nhưng món này thì mẹ hôm qua đúng ra nó đi ăn nhưng mà cái nói thôi mẹ nó vô trong đồ ngồi có người ấy thì kia đông quá đó không tốt thì nên thôi cái mình nói thôi mua xương về nấu luôn. Nấu rồi mà nấu một bữa ăn được 2-3 bữa. Thấy gái kẹo ghê không? Không có kẹo. Ăn vậy nó ngon hơn nữa. Bây giờ người ta nói không có đáng đi ra nhà hàng gì đâu được. Dạ. Đi ra nhà hàng thấy cũng hơi nó làm sao á. Giờ buồn quá. Dạ. Người thì bịt miệng quịt đồ gọi order cái rác thịt hồi ngày hôm qua mà mua mà cũng không nói. Mình mua cái muffin blueberry mà đưa ra thành banana blueberry, banana topping hả mẹ? Dạ, trời ơi nó thôi. Bịt miệng quịt đồ rồi nói chuyện nên nó không cũng không có rõ ràng rồi thôi. Mất công. Hy vọng cho mọi việc cho nó qua thiệt lẹ cho nó sớm đi chứ còn kéo dài lâu quá. Con nghe làm gì làm phải hết năm này rồi sao? Dạ. Yeah. Con nghe bà già chồng con bệnh nó bảo nữa kìa. Vậy hả? Bệnh cái bị cái signature gì đó hả? Ừ. Mà bây giờ đau nhức quá không ăn uống gì được không gì hết đưa lại đi vô bệnh viện lại nữa. Ừ. Lỡ có chuyện gì tụi con đi về cũng không được luôn. Dũng nó cũng đang buồn. Thì bởi vậy giờ không có đi đâu được hết trơn á. Dạ. Giá đó. Đi đâu. Đi giờ về bên đây mình về mình cách ly 14 ngày. Ừ. Bởi vậy không cũng cầu cho qua cho nó ấy đi chứ còn thấy cũng hơi mệt. Mình cho nó đàng hoàng đi chơi ở nhà và chán quá. Vậy còn, quá tô phở ngon hả? Ngon, vậy chứ còn năm này nó trôi qua nhanh, còn vài tháng nữa hết rồi. Nhưng mà giá cho cái vụ kia cho nó im luôn đó chứ còn, đúng không? Giá cho nó có cái vaccine chắc chắn là cho xong. Ừ. Nhưng mà người ta nói không có, không chừng phải chờ tới năm 21 nữa. Ghê dữ. Ừ. Ủa năm 21 thì tới rồi đó nhưng mà giữa năm người ta nó cỡ dần giữa năm 21 mới có. Wow. Tại vì bây giờ người ta không có muốn gấp rút chứ không phải làm cho đúng. Dạ. Yeah. Tại vì lúc trước á thì đóng cửa rồi rồi mình không có làm cái gì nhiều đó. Thành ra mình ngồi mình có coi view đồ thường, theo dõi thường mà theo biết rồi làm giống như mình bị stress quá thì thành ra thôi mình không coi nữa. Mình quyết định mình không coi view gì hết. Nên giờ coi chút thôi. Nachi. Đây là cháu mình đây.
Đó, em trai Út mình kêu đó, kêu cho coi cháu đây. Hi Mochi. Hi, what you doing? You just wake up? Yeah, I am coming. Hi, Ben. Hi, Jeff. How are you? Good, how are you? Yeah. Matthew, oh, look at me. Good day, man. Hey, hey. Kiss, kiss, boo. What you going to do today? Anything? Là lo quá lợi. Outside, do some stuff out there. Yeah. 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 Wait a second, though. Alright, love you. Love you, you guys too. Later. Okay, yeah, bye-bye, bye. Baby girl. Bye, girl. Bye, girl. Bye. 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 Love you guys. Yeah, love bye, you baby. Too. Bye. Bye, Jeff. Bye. Love girl. Mắt ồ, mặt ồ. Với chồng vợ cái cầm tay chỉ thấy ghét. Cháu nội rồi, cháu nội Út á. Cháu nội Út á. Đại hổ. Ngon rồi nè. Ngon. Sẵn tiện đây mình nói ngày hôm qua là cô Sáu đi phát bánh. Cô Sáu phát bánh Trung Thu theo lời của mình nhờ cô Sáu là phát 500 bánh Trung Thu. Phát xong rồi em. Phát xong ngày hôm qua với 100 phần gạo. Với những người lớn thì được cộng thêm 100 ngàn tiền mặt. Tiền Việt Nam nha cả nhà. Rồi thì cô Sáu cũng có góp phần vô trong đó. Thì bên đây là mình có một bà chị bên Cali, một em Thiêu Gió với mình. Mình thì hứa là làm 500 bánh Trung Thu. Em Philadelphia. Dạ. Yeah. Thì có chung tay vô với mình thì mình cô Sáu vừa làm ngày hôm qua. Cô Sáu có quay được một chút video gửi cho mình. Nhưng mà mình dở cái vấn đề mà mình lấy lại để ghép vô trong đây mình không biết. Yeah, nên mình chỉ nói lại thôi. Nhưng mà mấy bà chị của mình nói thì không có cần thiết như vậy đâu. Nhưng mà mình cũng công bố lên cho nó rõ ràng. Em cảm ơn chị với cảm ơn em Diễm. Cô Sáu nó để cô Sáu gửi những cái tấm hình cô Sáu chụp từ qua đó nhưng mà thấy cũng không có ấy hả? Không quan trọng cái gì. Dạ, yeah, mình theo cái tấm lòng của mình thôi chứ còn. Dạ. Yeah. Thôi mình ăn tiếp tục để phở mãi nó nguội. Nó nguội cái bị dở. Đang ăn ngon miệng cái gặp cháu cái thấy bị hơi bị khờ. Bây giờ biết anh ngồi ăn mình. Ngủ mới dậy đó. Chị ngủ mới dậy chị tỉnh chị tỉnh táo chị không có là còn ngày hôm qua gọi đó mà chị khóc chị là chị đòi nắm lỗ tai con thằng Gibson đó. Chị là ống sùm. Gibson bị nắm lỗ tai hoài á chứ. Không nắm, có tóc nó ngắn. Tắm nắm gì lỗ tai dài nữa. Ngon quá. Dạ ngon. Phở cái nước, nhờ cái nước. Đúng rồi. Cái nước là không bột ngọt, không gì hết á. Chỉ gừng xương hầm ra như ấy thôi. Em cái nồi phở này anh nghĩ là anh thấy là cả ngày mới hết à. Đúng em không? Không, để múc chiêu gô để sẵn đó cho cậu Mạc gô hay gô. Gửi cho Mạc đây. Người ta thích lắm mà nghe nói phở là người ta thích lắm. Đây thì mình nấu hoài. Hồi lúc trước mà chưa có gì á thì cậu cũng đi lên đây chừng 2-3 tuần cậu lên. Cái cậu gọi phone đi ra ngoài ăn phở mà lâu lắm rồi giờ không có
không có đi đâu được hết. Mình á, phở mình ăn được chỉ có một lần, giỏi nhất là thêm một lần thứ hai nữa. À vậy thôi. Còn mì Quảng á các bạn thì ăn tới ăn lui ăn liên tục trong vòng tuần lễ cũng không sao. Yeah. Mà cái bún phở thì lâu lâu mình ăn tô vậy thôi, chứ còn nếu ăn thêm lọc thêm một lần nữa ngán. Trong ngày à, trong ngày thôi. Cái này em cái nồi súp này là anh nghĩ em hầm lâu lắm rồi nè, phải không? Cho nên nó mới ra được cái nồi súp nó hầm hồi tối 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi. Xong rồi tắt cái đi ngủ, xong sáng dậy nấu. Nấu thêm. Sáng nấu thêm rồi bắt đầu mới bỏ gia vị mùi đồ vô. Quá ngon. Vậy đó cả nhà, hôm nay gia đình ngồi bà xã ra tay làm một nồi phở. Rồi mẹ con có dịp ngồi với nhau ăn sáng như thế này đây. Những cái buổi sáng rất là ý nghĩa cả nhà. Nên trước khi Bình Huỳnh xin chào tạm biệt cái video ở đây, cho gia đình Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại video ngày mai các bạn.